Tranh tàu cá liên hoàn ở Đà Nẵng, thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng. Đến 9 giờ 30 phút sáng mùng 3 Tết hôm nay ngày 14 tháng 2, lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an thành phố Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực để khống chế vụ cháy tàu liên hoàn tại cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà. Trước đó theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút rạng sáng mùng 3 Tết, 14/2, ban quản lý cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng phát hiện khói lửa bốc lên từ một tàu cá đang neo đậu tại đây. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng sang hai tàu cá còn lại. Theo ghi nhận tại hiện trường, các tàu cá bị cháy đều đang neo đậu cách bờ. Lửa cháy lớn, cột khói cao hơn chục mét. Ngay sau đó, ban quản lý cùng người dân nhanh chóng dùng các phương tiện tại chỗ để chữa cháy. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn đã phối hợp với các lực lượng bộ đội biên phòng huy động 2 tàu, 5 xuồng, 7 xe chữa cháy cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng phải phối hợp cùng tàu cá ngư dân lai dắt số tàu gặp nạn vào gần khu vực cầu cảng để các xe chuyên dụng dễ dàng tiếp cận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh cùng Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng có mặt trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn, do các tàu cá này đang neo đậu cùng nhiều tàu khác, trong đó có tàu đã nạp đầy nhiên liệu để chuẩn bị ra khơi đánh bắt. Vì vậy, lực lượng chức năng đã khẩn trương cắt dây neo và di chuyển các tàu này ra khu vực trống để tránh cháy lan sang các tàu khác. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế để không để lan sang các tàu khác. Tuy nhiên, hiện mùi lửa vẫn còn và liên tục cháy âm ỉ. Các chiến vẫn sử dụng nước cùng bột pha phun cách quãng, không để ngọn lửa bùng phát trở lại. Theo thống kê ban đầu, hỏa hoạn khiến 3 tàu cá số hiệu tỉnh Bình Định bị cháy hoàn toàn cabin và ngư lưới cụ. Cụ thể bao gồm tàu BD94195, chủ tàu ông Nguyễn Văn Trọng, tàu BD96543, chủ tàu ông Lê Văn Kiên, cùng ngụ xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, và tàu BD98107, chủ tàu ông Nguyễn Văn Long, ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người. Nhận định ban đầu, tàu cháy có thể do nguồn lửa từ hướng thấp sót lại trên tàu gây chập điện. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.